Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về làm sao để có thể phân biệt được giữa tiếng nói của bản ngã và tiếng nói của trực giác. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã lại quay trở lại với kênh podcast của mình ngày hôm nay. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng đào sâu về việc làm sao để các bạn có thể phân biệt được giữa âm thanh tới từ bản ngã và âm thanh tới từ trực giác, và làm thế nào để các bạn có thể lắng nghe được trực giác của bản thân mình nhiều hơn. Thực ra, trực giác là món quà của tất cả mọi người, kể cả bạn là nam hay kể cả bạn là nữ. Nó không phân biệt giới tính và nó cũng không phân biệt là người nào mới có và người nào không. Tất nhiên là đôi khi mọi người nghe báo đài hoặc là đọc rất là nhiều những cái thông tin từ xã hội nói rằng là trực giác là một món quà rất là tuyệt vời của phụ nữ. Thì tất nhiên là phụ nữ họ kết nối nhiều hơn với phần cảm xúc và kết nối nhiều hơn với cái phần năng lượng tính nữ. Vậy nên rằng là cái trực giác của họ có thể trở nên nhạy bén hơn. Tuy nhiên thì không phải bởi vì như vậy mà đàn ông không có trực giác. Mà như mọi người nhìn thấy, tất cả những cái người mà thành đạt nhất này, nổi tiếng nhất hoặc là làm được tất cả mọi thứ tuyệt vời dựa vào cái trái tim của họ, hay là những cái người mà sống được hết mình với cả cái cuộc sống á, họ cũng là những cái người mà kết nối rất là tốt với trực giác của họ. Họ lắng nghe rất là tốt bản thân mình và biết rõ là bản thân mình muốn gì. Và bởi vì họ biết rõ cái điều đó, thế nên rằng là họ mới có những cái hành động thiết thực đưa ra để có thể phát huy được hết tất cả những cái tiềm năng của bản thân mình. Vậy nên nó không phân biệt về việc là bạn là nam hay bạn là nữ để bạn có một cái trực giác phát triển, mà nó chỉ nằm ở cái việc là bạn có thực sự đủ tĩnh lại và kết nối với bản thân mình để lắng nghe được cái âm thanh tới từ cái trực giác của bạn hay không mà thôi. Và thậm chí để mà nói ngược lại á, thì những người phụ nữ tuy là họ có thể có một cái trực giác và cái linh cảm rất là nhạy bén, thế nhưng mà nếu như họ không có chữa lành cho bản thân mình chẳng hạn, hoặc là họ có quá là nhiều những cái nỗi sợ đi kèm, thì dường như là những cái trực giác đó nó cũng không thực sự có thể phục vụ họ ở một cái năng lực gọi là tối ưu của nó, mà đôi khi những người phụ nữ vẫn hay bị che mờ mắt bởi những cái nỗi sợ này, bởi những cái cảm xúc nhiều hơn. Và đôi khi các bạn hay rơi vào cái tình huống mà người ta gọi là: ui, giá như mà lúc đấy mình đã làm theo hướng khác, ui, giá như mà lúc đấy mình đã lắng nghe trực giác của mình. Cái tình huống đó là cái tình huống mà ai cũng gặp phải, đúng không ạ? Và như bạn biết thì bởi vì chúng ta có cái món quà nhưng mà chúng ta lại không biết cách tận dụng nó. Thế nên rằng là dù rằng các bạn có là phụ nữ đi chăng nữa, hay là các bạn có rất là kết nối với tính nữ, thế nhưng mà các bạn chưa chữa lành hoặc là các bạn vẫn còn những cái tổn thương, thì dường như là cái món quà trực giác đó nó cũng không thể nào được phát huy hết cái hiệu quả của nó. Vậy thì đầu tiên, làm sao để các bạn có thể phân biệt được thế nào là tiếng nói tới từ bản ngã và thế nào là tiếng nói tới từ trực giác? Mình biết là mọi người không có muốn nghe quá là nhiều những cái lý thuyết mà nó quá là siêu nhiên hay là nó quá là triết học. Chúng ta hay có cái thói quen là muốn đi hẳn tới cái giải pháp và đi hẳn tới cái solution của nó luôn, đúng không? Tuy nhiên, nếu như mà mọi người không dành một chút thời gian để có thể hiểu sâu được cái bản chất vấn đề và hiểu được cái khái niệm của nó, hay là cái cách mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người thế nào, thì rất là khó để mọi người có thể áp dụng được cái giải pháp vào trong cuộc sống của mình. Thế nên rằng là trong cái podcast này mình sẽ giới thiệu qua cũng như là cho mọi người những cái ví dụ đơn giản nhất để mọi người có thể hiểu rõ về cái cơ cấu hoạt động của bản ngã và cơ cấu hoạt động của trực giác. Vậy thì như thế nào được gọi là tiếng nói của bản ngã? Bản ngã, mọi người cứ hiểu đơn giản, nó là cái tập hợp của tất cả những cái cách mà chúng ta nhìn nhận về cuộc sống, tất cả những cái niềm tin, tư tưởng, lý lẽ, nhận thức, tư duy, suy nghĩ của chúng ta về thế giới xung quanh, nơi mà nó là tập hợp của tất cả những cái trải nghiệm tốt và trải nghiệm xấu. Những cái điều đó nó được hình thành thông qua cái quá trình mà chúng ta tương tác với xã hội, tương tác với mọi người, và từ những cái quá trình tương tác đó chúng ta dần dần hình thành nên một cái lý luận sống, một cái quan điểm sống nào đó, và chúng ta sẽ thường dựa trên cái quan điểm sống cá nhân chủ quan đấy của mình để đánh giá cái thế giới xung quanh và để nhìn nhận thế giới xung quanh thông qua cái lăng kính đó. Thế nên cái tiếng nói tới từ bản ngã nó sẽ hoạt động dựa trên cơ chế đấy là phân tích tất cả những cái gì mà các bạn đã biết, hoặc là phân tích tất cả những cái gì đang nằm bên trong những cái phần tư duy có ý thức của các bạn, để có thể đưa cho các bạn được một cái con đường mà khiến cho các bạn cảm thấy an toàn nhất và nó hợp lý nhất so với những cái gì mà các bạn đã được học hỏi. Cái sự hoạt động của bản ngã nó sẽ
giúp cho các bạn ở một cái khía cạnh nào đó. Đấy là giúp cho các bạn có thể đoán trước được rằng là cái gì sẽ xảy ra tới với mình, và nếu như nó xảy ra thì mình có thể kiểm soát được nó. Tuy nhiên, nó lại không hoàn toàn giúp cho các bạn phát huy được tới với cả cái tiềm năng lớn nhất của các bạn, bởi vì những cái tiềm năng lớn nhất nó lại luôn nằm ở những cái vùng mà bạn chưa biết. Và bản ngã thì lại không thích những cái điều chưa biết, bởi vì đối với bản ngã, những cái điều chưa biết là những cái thứ được gọi là nguy hiểm, và là những cái thứ mà nó sẽ có thể làm đau bạn hoặc là khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Và cái cơ chế hoạt động của bản ngã nó sẽ muốn bảo vệ bạn khỏi những cái thứ đó, bảo vệ bạn khỏi những cái điều đau đớn hoặc là phải trải qua những cái điều mà bạn không biết trước. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản đi, đấy là bạn có tìm hiểu một đối tượng nào đó và bạn bắt đầu phát sinh những cái tình cảm với người này chẳng hạn, và bạn rất là muốn nhắn tin với họ. Tuy nhiên thì bởi vì bạn đã từng trải qua những cái tổn thương trong quá khứ về việc bị bỏ rơi, hoặc là bạn có một cái nỗi sợ về cái việc mất mặt, hay là bạn được học từ xã hội rằng là con gái hay là phụ nữ hay là cái người mà có tình cảm thì không nên nhắn tin trước, bởi vì nếu như mà mình nhắn tin trước quá nhiều thì như vậy là mình sẽ mất giá, mình là một người mà không biết giữ giá trị của bản thân, hay là mình lại là một người bị chạy đuổi theo người khác chẳng hạn. Và khi mà các bạn cứ liên tục ở trong một cái trạng thái phân vân và đắn đo hoài như vậy về bản thân mình, và cứ luôn hoài nghi về tất cả những cái sự lựa chọn của bản thân mình như vậy, và rồi nó sẽ đưa các bạn tới với một cái tình huống, đấy là các bạn sẽ cứ đứng im, bất động và không biết phải làm như thế nào. Bởi vì lúc nào các bạn cũng ở trong cái tâm thế là làm sao để bảo vệ bản thân mình an toàn, chứ không phải là làm sao để bản thân mình có thể phát triển. Thế nên các bạn sẽ không dám đón nhận những cái sự mà đi ngược lại với mong cầu của các bạn. Những cái sự gọi là nhỡ họ không nhắn tin lại thì sao? Nhỡ họ nhắn tin lại với một cái tâm thế hay là trả lời với một cái thái độ mà nó khác với kỳ vọng của mình thì sao? Các bạn không thể đón nhận được nó, và các bạn không dám đón nhận nó, cũng như là không thể tiếp nhận được cái điều đấy là một cái bài học để mình buông bỏ những cái kỳ vọng hay là buông bỏ những cái bám chấp của mình. Các bạn chỉ thấy cái đấy là một cái gì đấy rất là đáng sợ mà thôi, và các bạn không muốn trải qua nó. Đấy là lúc mà các bạn biết cái tiếng nói từ bản ngã nó đã ảnh hưởng tới các bạn rất là nhiều, và các bạn đang lựa chọn những cái lựa chọn mà bản ngã các bạn đưa ra, chứ không phải là thực sự đang lựa chọn ở một cái nơi của một con người sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng mở rộng bản thân mình. Một cái thứ hai rất là quan trọng của bản ngã, đấy là nó sẽ luôn cần phải bám vào một cái gì đó để hợp lý hóa được cái sự tồn tại của mình. Bản ngã nó không thể tồn tại độc lập và đơn lẻ, nó luôn cần phải liên kết hoặc là nó luôn cần phải gắn vào một cái gì đó bên ngoài để nó cảm thấy được là bản thân nó đang sống hoặc bản thân nó có giá trị. Và khi mà bạn đồng nhất mình với cái bản ngã đó thì lúc nào các bạn cũng phải đồng nhất mình với một cái điều gì đó để các bạn có thể cảm thấy rằng là bản thân mình có giá trị này, hoặc là bản thân mình có ý nghĩa, hoặc là bản thân mình đang tồn tại ở trong cái cuộc sống này ở một cái hình thức nào đó. Lấy một cái ví dụ đơn giản nha, đấy là có thể bạn là một người đang vô thức bám vào cái giá trị là muốn thành một cái người giúp đỡ người khác, hoặc là muốn trở thành một người có ích. Và thông qua cái giá trị mà trở thành một người có ích thông qua việc giúp đỡ người khác đó, nó khiến cho bạn cảm thấy tốt đẹp hơn về bản thân mình, và nó khiến cho bạn cảm thấy mình đang thực sự tồn tại và mình đang thực sự hiện diện bằng cái hành động đó, thì nó sẽ khiến cho bạn trở thành người một, đấy là luôn vô thức ôm đồm gồng gánh tất cả mọi thứ về phía mình, cái gì mình cũng phải làm, cái gì cũng đến tay mình, cái gì mình cũng muốn là cái người mà nhúng được tay vào đấy để thực hiện được cái điều đó, và gần như là bạn không bao giờ có thể bỏ được tất cả những cái ôm đồm hay là những cái gồng gánh đó, dù là bạn có cảm thấy rất là mệt đi chăng nữa, bởi vì nếu như bạn bỏ nó ra thì bạn sẽ cảm thấy rằng là nó bị khuyết thiếu một cái điều gì đấy, mình cảm thấy cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Và kể cả bạn có than mệt, bạn có than phiền, hay là bạn có cảm thấy tâm trạng hay tinh thần nó đi xuống bao nhiêu đi chăng nữa, thì bạn cũng không bỏ nó xuống được, bởi vì nếu như bạn bỏ nó xuống thì nó đồng nghĩa với cái việc đấy là sẽ không còn có cái gì nó có thể validate, nghĩa là nó có thể chứng minh và nó có thể cho bạn thấy được rằng là bạn đang có giá trị nữa. Hoặc là nó sẽ biến bạn trở thành một người rất là thích giải cứu thế giới, thích giúp đỡ người khác, thích lắng nghe câu chuyện của người khác, hay là cứ luôn luôn ở đấy với người ta để gọi là giải quyết vấn đề hộ người ta, trong khi bản thân mình đang rất là mệt mỏi chẳng hạn. Bởi vì cái việc mà các bạn có thể giúp đỡ được một ai đó, hoặc là cái việc mà các bạn có thể trao đi được cái gì đó của bản thân mình á, nó khiến cho các bạn cảm thấy bản thân mình là trở thành một người có ý nghĩa hơn và trở thành một người có giá trị hơn. Và rồi vô tình nó khiến cho các bạn quên đi mất bản thân mình và quên đi mất cái sự sống thực sự của các bạn, mà bạn sẽ lấy
cái năng lượng từ cái việc giúp đỡ người khác đó là một cái năng lượng sống, trong khi bản chất thực sự cái năng lượng đó nó không đang thực sự nuôi sống các bạn, và nó đang không thực sự khiến cho các bạn thịnh vượng, mà nó chỉ đem tới cho các bạn một cái cảm giác, đấy là nó khiến cho các bạn nghĩ rằng nó đang rất là nuôi sống các bạn, nhưng thực ra là nó lại đang dần dần bòn rút cái năng lượng gốc của các bạn nhiều hơn. Vậy nên bản chất từ những cái tiếng nói tới từ bản ngã, nó sẽ luôn đi tìm một cái sự an toàn, nó sẽ luôn truy cầu một cái sự gọi là ổn định nhất định nào đó, mà chưa chắc rằng là cái sự an toàn đó đã thực sự an toàn. Đôi khi nó chỉ là một cái cảm giác thôi, nhưng mà cái cảm giác đó nó có thể khiến cho cái hệ thần kinh của các bạn nó trở nên xoa dịu ở một cái thời điểm nhất định. Và vô tình chúng ta lại bám vào cái sự xoa dịu nhất thời đó. Thế nên nó khiến cho các bạn liên tục lặp đi lặp lại trong một cái vòng lặp, đấy là lựa chọn, những cái sự lựa chọn mà nhìn bên ngoài trông nó có vẻ an toàn, thế nhưng mà thực ra về lâu về dài nó lại đem tới cho chúng ta rất là nhiều những cái sự xung khắc mâu thuẫn và rất là nhiều những cái tổn thương trong cuộc sống. Vậy thì ngược lại, như thế nào được gọi là tiếng nói tới từ trực giác? Trực giác nó là sự thông thái bên trong. Như thế nào được gọi là sự thông thái bên trong? Nó là một cái nguồn thông tin và một cái nguồn năng lượng mà nó kết nối được với cái bản thể cao nhất của các bạn, kết nối được với cái tiềm năng vô hạn của bạn trong cái vũ trụ này, và nó có thể cho bạn biết được cái con đường và cái lựa chọn nào sẽ hướng bạn tới với cả cái sự phát triển cao nhất, và làm sao để có thể giúp cho các bạn có thể khai phá được hết tất cả những cái sức mạnh bên trong dựa trên cái con người, tính cách, phẩm chất, đặc điểm hiện tại của bạn. Nghĩa là trực giác nó sẽ nhìn được những cái điều mà các bạn không nhìn thấy được bằng con mắt bình thường, những cái điều mà cái tôi nó không thể nhận biết được bằng những cái thông tin hữu hình và những cái thông tin bên ngoài hay là những cái sự kiện trước đây mà nó đã từng có. Trực giác nó vượt ra khỏi cái điều đó. Và khi mà các bạn kết nối được với trực giác thì gần giống như là các bạn kết nối được với nguồn sức mạnh của vũ trụ, khiến cho các bạn có thể có được một cái niềm tin và có được một cái nguồn sức mạnh để làm những cái gì mà nó thôi thúc từ bên trong trái tim của các bạn. Như các bạn biết thì con người ai cũng muốn phát triển đúng không ạ? Và không có một ai là muốn gọi là đi lùi cả. Ai cũng muốn nhìn thấy bản thân mình trở thành cái phiên bản tốt hơn. Và ai cũng muốn hướng tới một cái cuộc sống mà không chỉ nói về cái sự đủ đầy về mặt vật chất, mà nó còn là hướng tới một cái cuộc sống mà có nhiều những cái tình yêu, ánh sáng và cái sự bình an bên trong tinh thần. Và chỉ có trực giác mới có thể giúp cho các bạn đạt tới được cái tiềm năng vô hạn đó. Tuy nhiên thì như mình nói từ lúc đầu đó, con người chúng ta không phải ai cũng là những người mà có thể nghe được trực giác và đồng thời có được những cái hành động khớp được với những cái trực giác của mình để có thể hiện thực hóa được những cái điều mà trực giác nói. Vậy nên trong cái xã hội hiện đại, để giúp cho mọi người có thể gọi là có thêm những cái công cụ để hiểu thêm về bản thân mình và phát triển được hết cái tiềm năng của mình mà không cần kết nối với trực giác, thì người ta bắt đầu phát sinh ra rất là nhiều những cái công cụ như là tarot này, tử vi, thần số học, hay là tất cả những cái bài trắc nghiệm về tính cách này, những cái bài mà khám phá bản thân mình dạng như vậy, để giúp cho chúng ta có thể gọi là hiểu hơn về bản thân mình và có thể phát triển bản thân mình tới với cả cái chiều kích cao nhất đó. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, công cụ vẫn chỉ là công cụ thôi, và không có một công cụ nào hiệu quả được với cái việc là các bạn có thể kết nối được với tiếng nói và với cái trực giác của chính mình từ bên trong cả. Bởi vì cái đấy mới là các bạn, cái đấy nó mới thực sự là cái nguồn năng lượng hiện tại của các bạn, và nó mới đang kết nối được chính xác với cả cái bản thể hiện tại của các bạn để cho các bạn biết được là cái gì là cái phù hợp nhất. Và tất cả những cái công cụ á, nó sẽ luôn có những cái điểm hạn chế nhất định, bởi vì nó sẽ chỉ có thể cho các bạn biết được một vài những cái chiều kích có thể xảy ra nhất mà thôi, chứ nó sẽ không thể nào cho bạn biết được hết toàn bộ những tất cả những cái khả năng có thể diễn ra được đối với cuộc đời của các bạn. Thế nên cái tiếng nói tới từ trực giác nó sẽ không phải là một cái gì hợp logic hay là nó hợp với lý lẽ thông thường, bởi vì không có lý lẽ thông thường nào có thể diễn giải được cái sự tuyệt vời và những cái tiềm năng tuyệt vời mà nó diễn ra trong vũ trụ này cả. Và một người mà kết nối được với trực giác sẽ là một cái người mà có thể nhìn bên ngoài các bạn sẽ thấy họ hay đưa ra những cái quyết định nó rất là đi ngược lại với đám đông chẳng hạn, hoặc là nó không theo một cái quy chuẩn, hoặc là nó không theo một cái quy củ nào đó, nhưng mà bằng một cách nào đấy nó lại rất là phục vụ cho cái sự phát triển của họ, và họ vẫn luôn biến thành một cái phiên bản tuyệt vời hơn mỗi ngày, hoặc là họ vẫn luôn phát triển được rất là tuyệt vời trên cái hành trình của bản thân họ, bởi vì họ là cái người kết nối rất là tốt với cái trực giác của mình. Mình lấy chính cái ví dụ vừa rồi đi, cái ví dụ mà các bạn không biết có nên nhắn tin cho người mình thích hay không, thì nếu như các bạn lắng nghe trực giác á,
Các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thôi thúc từ cái việc mà các bạn muốn nhắn, và các bạn cứ nhắn thôi. Và các bạn sẽ để mở cho tất cả những cái cơ hội, hay là để mở cho tất cả những cái khả năng nó có thể diễn ra trong tương lai. Bởi vì cái điểm lớn nhất của trực giác á, nó không phân biệt là các bạn có đau hay không, nó không phân biệt là các bạn có bị thất vọng hay là các bạn có vui sướng, nó không phân biệt là các bạn có buồn hay các bạn có vui. Bởi vì tất cả những cái sự buồn, vui, thất vọng hay là vui sướng đó, nó chỉ là trải nghiệm mà thôi. Và bất kỳ một cái trạng thái cảm xúc nào hay bất kỳ một cái chiều kích nào, nó cũng sẽ đưa cho các bạn một cái bài học để các bạn có thể học hỏi được về bản thân mình. Chỉ có tiếng nói tới từ cái tôi á, nó mới phân biệt là thế nào là đau, thế nào là không đau, thế nào là vui, thế nào là không vui, thế nào là theo ý mình, thế nào là không theo ý mình. Còn trực giác nó chỉ phục vụ đúng một câu hỏi, đấy là bạn có thể học được bài học từ đây không? Và thông qua cái bài học này, linh hồn của bạn có thể phát triển được lên tới với cả cái chiều kích cao hơn hay không? Thế nên trong cái ví dụ đấy, nếu như các bạn thực sự lắng nghe cái trực giác của bản thân mình và nghe theo cái âm thanh của trực giác, thì các bạn cứ sẽ nhắn tin thôi, nhắn tin dựa trên cái năng lượng thuần khiết và dựa trên cái trái tim của bản thân mình. Và bất kể điều gì xảy ra sau đó, nó cũng sẽ đều là bài học cho mình. Bất kể nó có trigger hay không trigger, bất kể nó có vui hay nó có không vui, hay bất kể nó có chạm vào cái tổn thương nào, hay nó có chạm vào cái nỗi đau nào, thì mình cũng sẽ đón nhận nó. Và từ cái nỗi đau đấy, mình sẽ học được về bản thân mình. Tiếng nói của bản ngã, nó sẽ chỉ nói rằng là làm sao để bạn có thể giữ được họ, hay là làm sao để bạn có thể bảo vệ được cái sĩ diện của bản thân mình. Thế nhưng mà cái tiếng nói tới từ trực giác á, nó không quan tâm đến sĩ diện, hay nó không quan tâm đến việc là bạn có mất mặt hay không, hay là bạn có giá trị cao hay là bạn có giá trị thấp dựa trên cái quan điểm đánh giá của xã hội. Nó chỉ phục vụ đúng một thứ, đấy là bạn có vượt qua được tất cả những cái nỗi sợ của mình để kết nối được với con tim thuần khiết và làm đúng những cái gì mà con tim của bạn nói hay không mà thôi. Có một phần nhỏ nữa, đấy là tất nhiên sau khi các bạn đón nhận được cái thông điệp từ trực giác, có thể khi mà các bạn vẫn còn rất là nhiều những cái bóng tối ở bên trong ấy, thì các bạn vừa đón nhận được thông điệp từ trực giác xong, các bạn đã ngay lập tức rơi vào nỗi sợ, bởi vì cái tôi ngay lập tức nó nổi lên, nó bảo là thôi đừng làm như thế, thôi đừng như thế, không được đâu, như thế mới là bản ngã đấy, các bạn làm như vậy, các bạn làm theo cái trực giác như vậy thì mới là bản ngã đấy. Nghĩa là cái bản ngã nó sẽ luôn muốn bẫy các bạn, và nó sẽ luôn muốn các bạn gọi là rơi vào một cái sự mù mờ và khiến cho các bạn đứng im, không thể lựa chọn được một cái gì cả. Thế nhưng mà cái mấu chốt nhất để các bạn biết nó là thông điệp tới từ trực giác ấy, đấy là vào chính cái thời điểm, đúng cái lúc mà các bạn đón nhận cái thông điệp ấy, thì nó sẽ là một cái trạng thái rất là yêu thương. Nó là một cái trạng thái yên bình, và nó là một cái trạng thái khiến cho các bạn hơi hứng khởi một chút. Và cái trạng thái đó có thể nó chỉ diễn ra trong vòng từ 2 cho đến 3 giây thôi. Và sau 3 giây đấy, ngay lập tức cái bản ngã của các bạn đã nổi lên rồi. Thế nhưng nếu như các bạn tinh ý á, các bạn có thể để ý được là trong 3 cái giây đầu tiên đấy, thì nếu như nó là một cái thông điệp của trực giác, thì nó sẽ đem tới một cái trạng thái rất là yên bình và một cái trạng thái bình an. Từ những cái mà mình vừa phân tích vừa rồi, mình sẽ đưa cho các bạn 3 cái tips lớn nhất để giúp cho các bạn có thể dễ dàng phân biệt được giữa tiếng nói từ bản ngã và tiếng nói từ trực giác. Cái tips đầu tiên, đấy là khi mà nó là tiếng nói tới từ bản ngã ấy, thì nó sẽ luôn bị dính chấp với rất là nhiều những cái loại cảm xúc, suy nghĩ khác nhau, những cái trạng thái hỗn độn bên trong các bạn. Còn khi nó là tiếng nói tới từ trực giác, thì nó sẽ tới một cách rất là trung lập và bình an. Bởi vì những cái gì mà nó tới từ bản ngã, nó sẽ luôn đi kèm với cả những cái nỗi sợ và những cái sự bám chấp của bạn vào những cái thứ xung quanh. Thế nên những cái thông điệp mà bạn đón nhận được vào cái lúc mà bạn rất là vui, hay là bạn rất là buồn, hay là lúc mà bạn đang có nhiều những cái tâm trạng hỗn tạp, thì đôi khi những cái thông điệp đó nó không phải tới từ trực giác đâu. Còn lại khi mà nó đã tới từ trực giác á, nó sẽ tới từ một cái nơi rất là bình an, nó sẽ tới từ một cái nơi mà không biết tại sao nó lại tới. Và khi mà các bạn đón nhận cái thông điệp đó, thì gần như là các bạn đang ở trong một cái tâm trạng nó gọi là không có bị ảnh hưởng, hay là không có bị tác động cảm xúc hay suy nghĩ từ những cái thứ bên ngoài nữa. Và để có thể làm được như vậy thì nó sẽ đòi hỏi các bạn cần phải chữa lành và healing được cái năng lượng tính nữ bên trong mình. Bởi vì cái luân xa 2 nghĩa là luân xa của cảm xúc, và luân xa 6 nghĩa là luân xa của trực giác, nó liên quan tới nhau. Thế nên nếu như cái tính nữ của các bạn và cái phần cảm xúc, cái phần mà kết nối với những người xung quanh và cái sự bám chấp và mong cầu các bạn mà không được giải phóng và nó không được làm sạch á, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái trực giác của các bạn. Nó sẽ không cho các bạn được những cái thông điệp tới từ trực giác đâu, mà nó sẽ luôn luôn đi kèm với rất là nhiều những cái nỗi sợ và rất là nhiều những cái sự bám chấp về mặt cảm xúc của các bạn với những cái thứ xung quanh. Tips thứ hai, đấy là cái tiếng nói từ bản ngã ấy, nó sẽ luôn tới vào cái lúc mà tâm trạng các bạn đang hỗn loạn, hoặc là các bạn đang có rất là nhiều thứ cùng một lúc.
Còn trực giác sẽ luôn tới từ cái lúc mà các bạn đang vui chơi, tận hưởng cuộc sống, hoặc là cái lúc mà các bạn đang thiền, đang tĩnh lặng chẳng hạn. Mình thấy trong cái cuộc sống ngày nay á, mọi người đang làm mọi thứ rất là đa nhiệm, và mọi người còn đang rất là tự hào về cái sự đa nhiệm đó của bản thân mình. Nghĩa là mọi người có thể vừa nấu ăn, quét nhà, rửa bát, rồi lại vừa bật tivi lên nghe, hoặc là vừa bật podcast lên nghe, hay là bật các cái trải bài tarot lên nghe chẳng hạn. Bởi vì mọi người nghĩ rằng là trong cái lúc mà mình làm những cái công việc nhỏ nhỏ như vậy, mình có thể tiếp thu thêm được kiến thức, bởi vì mình không có thời gian, mình không sắp xếp được thời gian để mình nghe kiến thức nữa, nên là mình phải chen, hoặc là mình phải tranh thủ bất kỳ một cái lúc nào nó hở ra một cái là mình cần phải chen nó vào ngay. Và mọi người rất là vui vẻ với điều đó, và thậm chí là mọi người còn cảm thấy rất là tự hào khi mọi người làm cái điều đó nữa. Thì mình phải nói thực sự là cái điều đấy không hề tốt một chút nào cả, và cái điều đấy không hề thực sự giúp cho các bạn phát triển trực giác, hay cũng không hề giúp cho các bạn đưa ra được quyết định tốt hơn, hay là đón nhận được nhiều những cái thông điệp tốt hơn cho chính bản thân mình đâu. Bởi vì khi mà các bạn làm như vậy quá nhiều á, nó sẽ khiến cho các bạn bị phân mảnh. Các bạn sẽ không phải là một người trọn vẹn, và nó không hoàn toàn hợp nhất và hài hòa giữa thân tâm trí trong những cái hoạt động hàng ngày mà các bạn làm, mà lúc nào các bạn cũng đang người ở một nơi, óc ở một nẻo, tim ở một nơi khác. Và cứ như vậy thì làm sao mà các bạn có thể kết nối được với trực giác được? Và thay vì như thế, hãy tập cách tập trung vào làm cái gì thì tập trung vào cái đó. Ăn cơm, tập trung vào ăn cơm. Nấu ăn, tập trung vào nấu ăn. Và vui chơi, hãy dành cả. Và khi vui chơi, hãy tập trung vào cái sự vui chơi đấy, bỏ lại tất cả mọi thứ ra đằng sau, đặt trọn vẹn cái trái tim, cái tâm trí, cái cảm xúc của mình vào trong cái khoảnh khắc mà mình vui chơi. Thì vào đúng cái lúc mà các bạn hoàn toàn thả mình như thế, thì tự khắc những cái thông điệp tới từ trực giác, hay là tự khắc những cái sự thông thái từ những vũ trụ, hay là từ những cái vị thầy tâm linh cao hơn, nó sẽ chảy xuống bên trong các bạn. Tự khắc các bạn sẽ đón nhận được một cái kiến thức nào đó, hay là tự khắc các bạn sẽ tiếp nhận được những cái thông điệp rất là tuyệt vời tới từ cái vũ trụ này, chứ không phải là qua bất kỳ những cái gì mà các bạn tưởng như là các bạn phải nghe được từ người này, từ người kia. Và cái tips thứ ba để các bạn có thể phân biệt được tốt giữa cái tiếng nói từ bản ngã và tiếng nói từ trực giác, đấy là các bạn kết nối với cả cái cơ thể của mình để cảm nhận được cái phản ứng của cơ thể khi mà tiếng nói từ bản ngã nó trồi lên, cũng như khi mà tiếng nói từ trực giác nó trồi lên. Mình phải nói thật một điều, đấy là khi mà nó đã nói về cái cảm nhận và cái kết nối ấy, thì không có một cái ngôn từ nào, hay là không có một cái lý thuyết về mặt ngữ nghĩa nào nó có thể thực sự chỉ ra cho các bạn được cái sự khác biệt hoàn toàn. Nó chỉ là một cái hướng dẫn để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn một chút về cái cảm giác đó thôi. Chứ còn để các bạn có thể thực sự cảm nhận được cái sự khác biệt thì nó phải là cái sự luyện tập của các bạn, và cần cái sự trau dồi của các bạn rất là nhiều. Thế nên hãy sử dụng những cái gì mà mình nói như là một cái sự hướng dẫn để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về nó, và rồi có thêm những cái hành động, hay là có thêm những cái trải nghiệm cá nhân để có thể thực sự kết nối được với nó nhé. Thì khi nó là cái tiếng nói tới từ bản ngã thì các bạn sẽ cảm thấy được cái cơ thể của mình, cái bộ não của các bạn nó sẽ căng ra. Và cái tiếng nói từ bản ngã nó sẽ mang một cái hơi hướng, và nó mang một cái âm hưởng nó khá là tù đầy, nó đóng, nó mang một cái nỗi sợ, hay là nó mang một cái sự lo âu đi kèm. Đồng thời nó sẽ không thể nào thoát ra được khỏi cái đầu của các bạn. Các bạn sẽ cảm nhận được cái sự giật giật ở bên trong cái dây thần kinh thái dương. Các bạn sẽ cảm nhận được cái bộ não hay là cái vùng đầu sau của các bạn nó sẽ căng ra. Và nó sẽ luôn có một cái gì đấy nó rất là nặng, hay là nó có một cái sức ép vô hình nó tác động vào trong cái vùng bộ não và cái dây thần kinh ở cái vùng đầu của các bạn ạ. Hoặc là các bạn sẽ cảm nhận được một cái sự tắc, một cái sự đè nén, hay là một cái cục nào đó nó hiện diện ở trong cơ thể của các bạn, có thể là ở ngực, ở cánh tay hay là ở bụng, nhưng mà nó sẽ mang một cái gì đấy mà nó sẽ nặng vào, nó đè xuống. Thì khi đấy các bạn biết nó là tiếng nói tới từ bản ngã. Còn khi các bạn biết nó là tiếng nói tới từ trực giác thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái cảm giác nó rất là mở. Nó sẽ không có nhiều cái áp lực nó tạo nên ở cái vùng đầu, hay là ở cái vùng thái dương, hay là những cái hệ thần kinh, những cái dây thần kinh từ cái vùng đầu nữa, mà nó sẽ mang một chút những cái sự hơi hào hứng một tí, một cái cảm giác thôi thúc nó tới từ con tim. Có một cái lực hút ý, hoặc là một cái lực đẩy nhẹ nó tới từ con tim của các bạn khi mà các bạn lắng nghe cái thông điệp đó. Hoặc là các bạn sẽ cảm thấy được cái sự hơi hơi vui vẻ này, cái sự hào hứng một chút tới từ vùng ngực, vùng cổ họng, cái vùng bụng trên. Và các bạn sẽ không cảm thấy là cái cơ thể của mình nó bị gồng hay là nó bị đè nén, mà các bạn sẽ cảm thấy nó được thả lỏng một chút, hoặc là nó hơi giật giật này, nó hơi có một chút những cái sự tê tê vui sướng. Thì khi đấy các bạn biết nó là cái thông điệp tới từ trực giác.
Và cái cách để giúp cho các bạn có thể dần dần kết nối được sâu hơn với cả cơ thể vật lý, đấy là hãy kết nối với thiên nhiên, đi ra ngoài, grounding, nghĩa là kết nối với đất, và đồng thời lắng nghe hay là cảm nhận hay là chạm vào cơ thể của mình và kết nối với nó thông qua tất cả những cái hành động hàng ngày thôi. Giống như là trong cái lúc mà bạn đi tắm chẳng hạn, hoặc là trong cái lúc mà các bạn luyện tập những cái bộ môn nào đó, tất cả những cái khoảng thời gian mà các bạn dùng cái cơ thể của mình, các bạn đều có thể dùng nó làm cái cách để kết nối với cơ thể tốt hơn. Chỉ cần các bạn đặt ý thức của mình vào cái điều đó. Và nếu như các bạn có đang gặp khó khăn trên cái hành trình kết nối với bản thân và kết nối với trực giác thì hãy nhắn tin cho mình ở cái thông tin liên hệ ở bên dưới và chúng ta sẽ có thể cùng làm việc với nhau nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái tập podcast ở những tuần sau.